Muốn chết à? Vừa cho dê ăn muối rồi, dê đi đâu mất rồi? Dê đây mọi người. Các bạn có thể nuôi những loại chân ngắn ngắn này nha. Chân ngắn ngắn này nó đi nó không khỏe đâu. Các bạn mua phải dê chân dài nó chạy rất khỏe luôn, loại dê cao 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 ấy. Các bạn nuôi cái loại này chân ngắn ngắn này. Loại chân ngắn ngắn rất dê chân. Đi thả vào rừng nó tí nó khác thử về à. Phải chân thả tự nhiên thôi, phải mất công chân thả tầm trưa trưa mới được thả, đến tối nó khác thử về. Ê, chủ nhà kia, nhà ăn chân dê. Đây 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 chủ nhà đi, đây đây chủ chủ đây đây Đây, đây chủ nhà đây này, chủ nhà chăn dê đây. Gọi đây đi. Này, dê con. Rồi, dê được rồi. Dái rất to. Con này nó có con sắp đẻ rồi. Dê con vừa năm ngoái mới đẻ đây. Hai con đây, hai con này nó có con sắp đẻ rồi. Con này hôm qua kia vừa đẻ xong. À, ai có nhu cầu nuôi dê nhá, mình chia sẻ cho các bạn biết. Nếu các bạn mua nhầm hái dê chân cao cao thì nó vào rừng chạy rất khỏe, bạn này chân không đuổi kịp nó, mà các loại này không, mình nuôi rất dễ luôn. Thì thả một hai ba giờ ấy, hắn tối về mình có thể cho thêm bổ sung muối cho nó. Đây muối vừa cho nó ăn, mình về không kịp chủ nhà cho ăn hết rồi. Từ từ thế bạn, đây đừng sang đấy để nó ăn muối cho. Kìa, dê này đang ăn muối kìa. Bạn có thể cho đẻ. Con này để đẻ con bắt đâu rồi? Con này. Đây, đéo gì đấy à? Cho ăn muối bổ sung cho nó chất dinh dưỡng cho nó. Đây, có thể nó tăng cân. Vừa không phải mất gian mình chăn nuôi cả. Nó tự đi vào chuồng rồi, khác chạy đi vào chuồng rồi. Không bế mày ngu quá nhỉ, tí bác thử vào đây quay chứ hữu bế làm gì.
đây, cách đây 2-3 hôm nó đẻ. Ba con dê đẻ ba con này, có một con vừa mới hôm qua thôi, con vàng vàng mới hôm qua thôi, con trắng trắng này, con kia. Đến tìm tìm con nó rồi, nhân chạy ra. Đấy, mẹ nó xem con nó, con nó bé quá dám thả đi vào rừng. Tí nằm trong rừng nó không về được, nhốt ở trong chuồng đây, con non quá nên chưa khỏe. Có thể chừng 15 ngày nó mới thả ra cho cùng mẹ nó đi lên rừng, nó biết kiếm ăn nó không cho đi. Có một hai con đang ở dưới ao kia đang kiếm ăn kìa. Gần tối nó về về dần rồi. Con này rất kỳ lạ luôn, nó mọc hai cái gì cổ ấy, nó lủng lẳng ơi, rất lạ luôn. Dê này nó khác từ về đi về chuồng này, phải đuổi đi hết. Chuồng đây, hiện tại bây giờ nhà là nuôi cả lớn nhỏ, giờ nó là cả đẻ thứ khoảng mười mấy con rồi. Đây, hai con chuẩn bị tiến tới là sắp đẻ đây, đang bụng to phình đây. Khoảng 2-3 ngày nữa là đẻ rồi. Con đen đen này đẻ từ năm ngoái, vừa lớn bữa nay là năm ngoái tầm tầm tháng 7 đấy. Đây nó chuẩn bị đi vào chuồng, không phải có người đuổi nữa nha. Đấy, chuẩn bị đi vào chuồng rồi, rất dễ nuôi luôn. Ai có nhu cầu nuôi dê nhá, chăn thả tự nhiên, mình phải mất thời gian chăn nó thì mình đi làm một lúc, buổi sáng đi chiều về 2-3 giờ mới thả. Con nó nhốt ở đây rất tội nghiệp luôn, để kêu con này nằm. Con này cũng chưa khỏe.
Nhân ơi, đi vào bố bảo bác mà bác quay clip bố chia sẻ nói cái gì đi. Vậy cái tình chia sẻ cách nuôi dê đi để anh làm clip quay lên YouTube đây. Biết nói mấy câu là được, cách chia sẻ chân dê thế nào dễ. Bảo chị ra, bảo vợ em ra nói thôi. Nói, thả ra nói đi.